các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã phát hiện mìn sát thương ở mặt ngoài nhà máy Zaporizhzhia. Ông Rafael Grossi cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng các quả mìn được phát hiện trong một cuộc kiểm tra hôm 23 tháng 7. Theo ông Grossi, nhóm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã biết về việc gài mìn trước đó, bên ngoài và bên trong nhà máy. Họ được thông báo rằng đó là một quyết định quân sự và ở trong khu vực do quân đội kiểm soát. Nhóm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhìn thấy một số quả mìn nằm trong vùng đệm giữa hàng rào vành đai, bên trong và bên ngoài nhà máy. Ông Grossi nói, lưu ý rằng số mìn này nằm trong khu vực hạn chế mà nhân viên vận hành nhà máy không thể tiếp cận. Trong thông báo hôm thứ Hai, ông Grossi cho biết đánh giá ban đầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là ngay cả khi mìn phát nổ, chúng sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống an ninh và an toàn hạt nhân của địa điểm. Tuy nhiên, ông Grossi gọi việc có chất nổ tại địa điểm này là không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của IAEA, tạo thêm áp lực tâm lý đối với nhân viên nhà máy. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi lãnh đạo quốc tế gây áp lực buộc Nga phải bàn giao nhà máy cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và yêu cầu các binh sĩ Nga rời khỏi nhà máy. Ông Grossi đã đến thăm nhà máy 3 lần kể từ khi xung đột bùng phát, nhưng không thể đạt được thỏa thuận với chính quyền Nga và Ukraine để thiết lập một chế độ an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.